Chiếc đẩy công suất CA9 được sử dụng 32 sò với một chiếc lọc DBX2231 và thứ ba là một chiếc vang GD Gutin KM5FX và tiếp theo thứ tư là một cặp mic Panamax Pro 8000 và cuối cùng chị chọn một cặp loa B3 hàng bãi xịn Z212 với cặp loa B3 bãi xịn được sở hữu một chiếc bass 30, một chiếc kèn. À, thì giờ chị đã thẩm âm xong một bộ karaoke. Vâng, bộ karaoke của chị có trị giá là 25.200.000. Vâng, đến đây trung tâm điện tử Giám Hoa xin thân ái kính chào tạm biệt toàn thể các quý vị và các anh em tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Vâng. Lên xe đây, hóa được Khánh ơi. Anh các anh thử kiểm tra. Thiếu gì không? Lúc về tôi đi xuống. Thôi giờ thì cứ bắt tay ông anh cái xong rồi lên xe. Xem còn thiếu gì. Hôm nay để lên rồi đúng không? Xong rồi.
lên xe rồi, quay nữa. Lên xe rồi, lên xe về với chú nhá.